đưa lại cái này. Đây có hình. Nãy giờ anh bấm mà không có bấm máy. Anh lấy tấm khác đi. Nãy giờ anh nói mà anh không bấm máy khỉ gì á. Lấy tấm khác đi. Cái tấm hình nhớ cái tấm hình to. Tút trên đây dày bờ gỗ lên vậy à, nó ốm hơn rồi nghĩ sao vô chỗ bán biết không, nuôi vậy y như là ủa chị làm y như bán đồ son vậy. Đây chỗ nha. Rồi hôm nay xuân cái trời mưa. Ủa, có gì đựng béo à, có ba lô đựng béo à, rồi được rồi. Rồi chị có nói là bé gửi lại mấy ống nhiêu không? Ờ chị có kêu 1,5 triệu. Hôm qua tụi em biết tên là tụi em có học, ý là tại vì nó lần đầu nó gặp cái trường hợp luôn, nó đâu biết, nó chỉ hỏi là bé tên gì? Tên Moon à. Moon. Moon. Liếm liếm gì? Gửi tiền cho anh cũng được. Em ơi chị khoản rồi. Ủa gửi không được chị thôi.